Xin chào mọi người nha, chào người đã quay trở lại kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ chơi tựa game One Piece Party Bass. Đây, một tựa game rất là hay luôn, Vua Hải Tặc Luffy. Đấy, thì game này thì cũng vừa mới cập nhật phiên bản mới nha mọi người. Phiên bản này thì tròn 1 năm game ra mắt. Đấy, game đã được 1 tuổi rồi. Đấy. Thì hiện tại cái cốt truyện chính, anh em nào mà đã xem những tập trước của mình về game One Piece Party Bass này ha, thì mình anh em có biết rồi. Hiện tại là đang tới cái cốt truyện đỉnh cao nhất của phim luôn, là trận chiến Marineford nha anh em. Đó, thì bây giờ đi giải cứu ai nè. Ai giờ bắt đầu sẽ đi làm nhiệm vụ cốt truyện, thử trong game nó có hấp dẫn như trên phim không nha. Đây đây đu mình đu tới bố già nhà đài. Lúc này là bắt đầu bố già tới nè. Đây đây là ai, ai đang bị chuẩn bị sự chảm đây. Đấy, bố già, đội trưởng đội 3, đội trưởng đội 1 này. Đây quá dữ, tất cả đều đã tới đây. Còn đây là Phất Vũ Hải, đây bon cóc nè, mắt diều hâu nè, gì đó quên rồi. Đấy, Kuma nè. Đấy, bọn thanh niên này. Ui, nghe đồn, nghe đồn sắp ra mấy tướng này rồi nè mọi người, hấp dẫn lắm á. Đây đang cuộc nói chuyện, ngươi thả ấy ra ơi, ngươi hãy thả ấy ra không người ta sẽ đánh ngươi đấy. Mình để mình vô mình đổi nhân vật lại cho nó đúng cốt truyện ha. Đây đây bố già vào, giờ mình để mình vô mình đổi, mình đang xài nhân vật bố già đó, mình sẽ đổi lại Luffy cho nó giống cốt truyện. Đây đây ta là Luffy đây. Chú tiếp tục. Đấy, tại anh ơi em đến cứu anh đây. Wow, đây là trận chiến Marineford nha anh em. Đúng gì vậy? Làm gì vậy? Coi thằng niên à, đánh gì, đánh gì vậy, đánh gì vậy, đang lạy hay đang đánh gì vậy? Đây đây là bên phe bố già. Đấy hay lắm. Ê ê, bấm nhầm. Đấy giết. Ui chết cha, chọn lỡ cũng được. Ai sao lại mình đánh lại thanh niên này ta? Mình sẽ trong vai bố già. À mình sẽ trong vai bố già nha anh em. Ủa không phải, đây rồi, cho nhân vật mình tự chọn. Đấy, mình hồi nãy mình chọn bố già, mình cho anh em thấy bố già mạnh cỡ nào luôn, mạnh cỡ nào luôn, mạnh như thế nào. Này giờ mình sẽ giết lính, nhiệm vụ này là giết nhiều lính nhất ha. Đây giết nhiều lính nhất, coi anh em coi nè. Wow, ghê chưa, ghê chưa, nhiệm vụ giết nhiều lính nhất này. Một em đù cái biên bản cập nhật này, bố già cũng được thay đổi rất là đẹp nha mọi người, đẹp hơn cái bản phiên bản trước. Còn ok thì mình sẽ lát sau mình chọn, sau mình sẽ chọn nhân vật Luffy đánh luôn cho nó giống trong phim luôn nha. Đấy. Tại game á mình, các bạn có thể chọn được nhân vật tùy thích. Đây mình đang bắt đầu xâm chiếm vô nè, đang đi vô nè anh em, nhiệm vụ của mình là đi vô trong nha. Ui chết cha, gặp gặp Thác Vũ Hải rồi anh em ơi. Toàn to chiếm nhau đi. Đây 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 đây, đây. Đội trưởng đội 3, người 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 kim cương nha. Đây wow, nó cho mình test kim cương người này luôn, ngon, nó cho mình chơi luôn em ơi. Đù đấu với mi hắc mắc diều hâu em ơi. Toàn 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 ui ui liu liu. À nói chung nhiệm vụ mình cũng là phải giết mấy lính này thôi, nhưng mà phải né 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 chiêu của mi hắc nha. Đấy, mình phải giết đủ 30 con lính này và né chiêu của mi hắc. Chà căng à, này gồng kim cương lên và nhảy nè, mày láo chà, lại lại chu cho mi hắc nó kém, kém ghê quá. Ui ui ấy nè, mày thu chặt
sử dụng chiêu cuối coi, chú, wow, nghe chưa, y trong phim luôn mọi người, đấy trong phim cũng có cái gọn mà thằng người kim cương này đánh như này nè, wow, trận chiến thượng đỉnh, rồi, win win, đủ đủ rồi, đủ giết được ba người người là đủ rồi. Hay quá hay quá. Bản này cũng cập nhật thêm rất là nhiều chế độ nha, chế độ đấu bằng thiền nữa. Hôm nào mình sẽ làm một cái video riêng về trải nghiệm cái đó cho mọi người ha. Đấy thì cái game này hiện tại thì đăng ký tài khoản rất là khó luôn. Trước mình có làm một cái video hướng dẫn rồi, nhưng mà hướng dẫn em cách lấy chứng minh nhân dân miễn phí. Giờ chứng minh chơi game này anh em phải nhập cái chứng minh nhân dân của Trung Quốc này mà. Hiện tại thì anh em lên trên group trên Facebook á, nhắn mấy cái in nhắn cái admin hay là một có những người trên đó đang bán chứng minh nhân dân á, mọi người tham liên hệ mua ha, 20.000 à, mà mọi người coi lựa người uy tín mua nha. Ui wow, cú đúng rồi, thứ thứ sáu tuần sau là ra mắt cái mắt mắt rô nè mọi người, đấy đội trưởng đội nhất nè, ngon ngon ngon, hôm nay nó cho mình trải nghiệm trước luôn. Ui tuyệt vời, thứ sáu tuần sau ra em này rồi nha mọi người, đấy thứ sau ra ra mắt rô nè, rồi đây nó cho mình trải nghiệm, wow đúng chưa, ui say, nó hiện tại nó chỉ cho mình xài được 3 chiêu, nó cho mình trải nghiệm 3 chiêu thôi. Ui thế là mạnh như vậy, nhảy lên, đây là đại bàng tung cánh nguy hiểm quá, này là xây nè, đầu xây bay lên đánh đấy, này bay lên gấp đắp xuống, ôi đu tuyệt vời hơi ấy, ui cuối cùng mình được trải nghiệm em này anh em ơi, quá tuyệt vời, hay quá, nó cho chặt mình trải nghiệm hết mấy cái thành viên trong băng đầu trắng luôn. Thì em mắc rô này là chuẩn bị ra mắt vào thứ sáu tuần này nha mọi người, thì lúc đó mình sẽ làm một video quay em này được, còn này đó hay á, phải sở hữu mới được, chắc chắn mình phải sở hữu được. Ui hay quá, ui tuyệt vời, ui hai thằng cùng té luôn, ui bay luôn kìa kìa, wow, quá đã, hay quá anh em ơi. Hệ xanh hả, phải mày nhớ như ra mắt hệ hệ vàng mà, hệ vàng mà ta hơi xanh luôn hả ta, chưa bắt, nói chung ngày ra mắt chính thức hiện tại này cái nó đang cho mình trải nghiệm thôi, mình chưa biết hệ nào. Ôi người khổng lồ, người khổng lồ, wow, chưa những giờ chưa đánh, chưa sử chạm à, đấy wow, rồi đầu trắng đánh với người khổng lồ hay gì vậy, đây mình sẽ đổi nhân vật ha, sẽ chọn chơi Luffy đi, đấy Luffy với bố già nha, hai anh em hai ông già sát cánh đù, là trận chiến đỉnh nhất đây Luffy, sẽ trong vai Luffy luôn cho nó chân thật, nhóm trong phim luôn. Ui ui này là mình giờ mình đi đâu, nhiệm vụ là gì vậy, nhiệm vụ là gì, nhiệm vụ là gì mấy đứa, nhiệm vụ là gì, như là mình chỉ đánh với này thôi, bố già cho bố già xuất chiêu đi, phải bố già xuất chiêu, bố già xuất chiêu, bố già hiện tại thì mình thấy trong các nhân vật hiện tại thấy bố già là mạnh nhất nha mọi người. Mọi người nếu mà bạn nào mới chơi á nên chơi bố già, vừa đánh hạt, vừa đánh đi PvE này rất là mà ngon luôn. Ok, nhiệm vụ này chỉ đánh mấy lính vậy thôi, chưa chưa chơi với mấy thằng đô đốc đồ anh em à, nhớ nhớ lại. À người khổng lồ bên phía mình, ui ui sắp cứu được rồi kìa, trời ơi khóc rồi, cảm động quá anh em ơi,
Nói chung anh em cho coi phim này mới cảm nhận được cái độ hay của nó. Chơi game thì nó cũng không có chi tiết lắm ha. Đấy. Rồi. Ui còn nè mọi. Ngon ngon sắp vô rồi. Mình sẽ đi từ 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 vô tới chỗ ai luôn. Ui sao gặp này làm gì? Ui chết hả? Ui thằng người khổng lồ chết rồi nè mọi. Nhưng mà nó cũng phá được cái bức tường thành đúng. Rồi bắt đầu. Ai. Ôi dù. Bổ già ra chai, bổ già ra tay anh em ơi. Ngon ngon. Ok Luffy. Ồ, vẫn là Luffy à. Tưởng cho bố già ra tay chứ. Ê, tay. Ê. Này vẫn là giết số lượng 50 lính. Đây này đánh với lính không vậy? Bắt tôi đánh với lính không vậy? Bắt tôi đánh với lính không vậy? Giết. Ôi gì vậy? Ôi thằng này nè. Chó đỏ này em ơi. Thanh niên mà ai cũng gác nhất là này. Rồi nó làm gì đây? Sao muốn gì? Thanh niên chó đỏ xuất chiêu rồi em ơi. To to to. Vô 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 vô. Ây chú cha. Chắc phải bố già ra tay thôi em ơi. Bố già ra tay đánh cho nhanh. Tại bố già đánh đam lan rộng mọi người. Còn Luffy hồi nãy nó đánh chỉ đam đơn thôi. Đấy, còn này đánh về lan rộng nên dễ. Đù. Như này Manifold gì quên này. Niên tơ này, quên tên rồi. Sắp sắp cũng ra mắt cái thanh niên này rồi nè. Đấy, này cũng rất là nhiều người đang chờ đón này. Quên tên bà nó nổi tiếng lắm mà quên này. Đấy, lâu coi phim quên này rồi. Tự nhiên quên đột xuất. Quên lưu lưu à. Rồi lắc luôn. Game này là lắc lắm nha mọi người. Đấy phiên bản bên China mà anh em. Chưa có bản quốc tế. Không biết khi nào về Việt Nam nữa. Rồi rồi. Rồi cái nhiệm vụ này có vẻ hơi hơi lâu anh em à. Ai sắp 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 rồi sắp sửa chậm ai ơi không được ui ui ráp ông nội lên ông nội ông cũng tủi thân khổ lắm anh em mà à, giết cho cháu mình wow gì ấy đây 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 này lúc này mới Luffy mới tới nha anh em à, lúc này Luffy mới tới nè ấy ai bơ phi người cát với lại người cá qua luôn đấy nãy giờ là bị bên tem tem bố già đánh thôi đấy ông nội ráp hết hồn à, giờ bắt đầu Luffy mới tới nè anh em ngon 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 rồi giàu luôn thằng Chopper này nó chạy dữ vậy ai ui ô ghê chưa ngầu chưa có thằng này búp bi nữa kìa này là anh yên tâm em sẽ cứu anh bọn nào đây ô gặp anh niên này nữa anh niên này đây lớn dữ à này thằng này là bà bò hàng cốc đây người khỏi ai đồ đốc đấy con bắt đầu hấp dẫn rồi đó đây đùa tới đây gặp bố già hai thanh niên này cũng ghét nhau lắm đấy Luffy wow đấy chiến thôi. Đù. Ủa mình đánh với Mitty không à. Sao vậy? Hai nãy hai anh em thân thiết. Hai anh em thân thiết mà.
Tại ông này nó định đánh bố già. Trong phim á là thằng Mr. Không này nè cũng bị tới đánh bố già trả thù, hai ông đó cũng ghét nhau á, cái Luffy tới cứu cái được bố già tận dụng luôn. Bố già hãy nói mấy anh kia hãy bảo vệ Luffy ấy. Chu 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 chu, tôi đã cứu ông ra đây mà giờ ông dám phản bội à? Đấy, thấy không, cảm ơn người đã cứu ta. Không có gì, người hãy cứu giùm anh ta đi. Ok, hợp sức giết. Mình dịch gây ra, mình dịch hay không anh em? Ok. Cái đợt nhiệm vụ này hơi dài ha. Cho chơi nhiều á. Đấy. Vẫn còn nói chuyện là vô tấn công đi chứ. Nói chuyện hay này, nói chuyện lắm thế. Nè, Bubi nữa kìa. À, giờ mình sẽ đổi nhân vật khác đi. Đây, chơi luôn em này đây anh em. À, anh em thích chơi gì, chơi bao thăng cấp luôn nha. Đấy. Đổi nhân vật khác cho anh em coi. Anh em nào mới lần đầu coi á, có thể biết được trong game rất là nhiều tướng nha. Em có thể chọn nhiều tướng để chơi đây. Giờ mình chơi nội gián luôn, chơi đô đốc vô đánh đô đốc, đánh đô đốc luôn. Chu chặt coi nè, chui chó vàng nè em, chu chu chu. Ok, vô đi qua mũi tên nè, coi nè, nếu thấy đánh ghê lắm đấy, đánh xong thì sẽ đi đi tới cái mũi tên kìa. Ghê chưa, thấy mạnh chưa, thấy mạnh không? Đụng hàng, đụng hàng, chó vàng ra động đụng với mình luôn. Nhìn nó sai sai nè. Trời ơi, 99 gặp 50 rồi to rồi, mình đã giết được đô đốc chó vàng. Ui, coi cho anh em thấy ulti luôn nha, chiêu ulti của thanh niên này. Như là ánh sáng nha, anh trai quỷ ánh sáng. Đô đốc hải quân. Rồi, chuyển qua chơi bằng bộ hàng cốc đi. Đấy, tới nơi. Sắp tới rồi, sắp tới ai ơi. Ai kêu mọi người hãy về đi. Để cho ta yên. Thế là ai thấy mọi người tới cứu nó mà hy sinh này kia nó rất là buồn. Rồi cuối cùng hai anh em nhớ lại hồi xưa nữa nè, nhớ lại hồi xưa uống nước uống rượu ăn thề. Ui vô tập này dài quá mọi người ơi, đợt cốt truyện này nó cho mình chơi lâu chứ thường thường là mấy phần trước cốt truyện nó cho mình chơi ngắn lắm. Còn luôn ai chu chạc rồi, rồi tới bà đó đánh Thất Vũ Hải anh em ơi. Càng à càng à, đại Luffy đây, chắc bây giờ bắt đầu hóa thân vào Luffy nè. Đây chiến nữa Luffy, ok tiếp tục chơi với hai nhân vật này đi. Tấn công. Rồi, nhiệm vụ đợt này là gì đây? À, cũng giết nhiều nhất là được. Ok. Chém chém chém. Chém chém. Rồi đi đâu vậy? Ủa còn đánh à? Chu chu. Chu chu. Ui. Ui. Đông thế. Đông thế. Ở đồ.
mới đổi nhân vật mới chưa được dùng một cái chiêu thắng luôn à. Ai rồi ông ai nè ông, ui không biết tới khúc cảm động chưa, mới tới khúc cảm động chưa đây mọi người ơi. Cảm động là khúc ai hy sinh ấy, ai với bố già hy sinh. Đù đù mô gặp 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 thằng quỷ này nữa rồi. Đù không biết cho trải nghiệm người cá không ta, chung cho trải nghiệm đây. Wow, cho mình trải nghiệm trong ba này luôn được. Trời ơi chuẩn bị nhá hàng rất là nhiều tướng mới luôn anh em ơi, nhá hàng rất là nhiều tướng mới. Wow, trời ơi nhiều tướng như phế đâu quay nổi chơi. Ui cha này điều khiển dòng nước mà hơi hơi yếu ta, thấy thấy chưa, nói chung nó chỉ cho mình xài vài chiêu nên còn ấy. Ai ui ơi dù anh bạn ơi, ui ghê chưa, ghê chưa, này bắn súng nước này tạo đường nước đấy. Rồi đánh thằng này nè, khó đánh vậy, khó đánh quá anh em ơi, không quen sao. Rồi cái này điều khiển chạy, cái này là bay tới nè, đòn đánh thường nè, chu chu cũng ổn map ấy mà, chờ ra mắt đi. Ôi đợt này cho mình trải nghiệm rất là nhiều tướng luôn, ngon quá anh em ơi. Wow đã vậy, hệ đỏ hả, cái nhá hàng hệ tạm hệ đỏ thôi chứ chưa chắc nha, khi mà ra mắt nó sẽ đổi hệ đấy. Wow nhá hàng rất là nhiều tướng mới luôn, bắt đầu những tháng sau anh em lo tích lũy vé đi chứ tướng thế này bỏ toàn tướng VIP không bỏ uổng. Wow vẫn còn anh em ơi, nhiệm vụ vẫn còn với Kuma hay gì kìa. Wow, này đánh đánh mệt nghỉ luôn em à. Ai sẽ đổi qua chơi Euro đi, mặc dù trong thực tế trận này Euro không có mặt ở đây nha, nhưng mình sẽ chơi rồi đu đánh với Kuma nha. Ai ui gì yếu vậy, mình mạnh quá này mà chu. Rồi rồi chu 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 ha. Đây tên mình gặp thêm thằng Marifor đi nữa. Ai nói chuyện gì lắm thế, tiếng Trung Quốc không à, nên mày bấm qua nhanh nha anh em. Đấy anh em muốn chi tiết lên mở phim coi, tập này hình như tập 500 mấy á, đánh rất là đỉnh. Chọn Manifold anh em gõ, chọn kiếm Manifold là ra đầy. Đấy wow có một cái bản đồ này thôi đủ, tiếp tục đánh với người khói này nữa. Hào 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 bò hàng cốc tới ngăn chặn rồi, good chạy. Hay lắm. Ủa gì vậy, sao lại quay lại đoạn nãy nữa, đánh này. Này là bò hăng tóc tới và chặn lại cho Luffy đi nha. Đấy. Mờ nữa, mờ nữa. Đang mờ, đang mờ, đang mờ. Bò hăng tóc đang mờ kết hôn với Luffy nha. À, Luffy này có crush dữ quá anh em ơi.
29 tuổi mà người đẹp nhất. Ai? Ôi chú cho ghê vậy. Ghê vậy. Chị lính cùi bắp mà đòi đánh với anh ạ. Chà, cũng căng anh em ơi. Chà, rắn đâu? Rồi, họ đá rồi. Họ đá, họ đá, họ đá. Châu bò quá anh em. Đây, yo. Nguy hiểm quá. Chà. Rồi, ui, 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 ui. Ui, ui, chụp, 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 chụp. Yo. Hơi trâu quá. Hơi trâu em ơi, dùng ulti nè. Đây, cho anh em xem ulti của bo Hàn Quốc luôn nè. Đó, bắn một cái tim khổng lồ lên trời và thả hàng ngàn cái tim xuống dưới đây. Rồi, đấm. Ho đá, đấy, ho đá. Đập, win. Đi em. Đi đi anh yêu. Đấy. Không có gì có thể ngăn chặn cản được tình yêu anh em à. Khi yêu sức mạnh nó ghê gớm lắm. Bây giờ anh em thấy ghê không? Rồi. Đầu dữ à, gặp tới gặp ma mi hát nữa. Đúng rồi. Đó, hình như nó cũng giống giống cốt truyện phim anh em. Cứ đúng rồi, cứ Luffy mà chạy tới đâu bị ai ngăn chặn là nó sẽ trong game này nó cũng giống y trên phim luôn. Rồi. À, này thì mình hóa thân vào Luffy nha. Wow. MH thì sao đánh lại ta? Hiện tại đủ ui, có nghề Buggy Puppy nữa. À. Cái nhiệm vụ này là mình ơi chú chà, mình chỉ né thôi anh em ơi. Nhiệm vụ này mình sẽ né né chiêu đánh của thằng MH này trong vòng 1 phút. Đấy, mình đứng sau bu đánh xiên luôn. Ê, không ổn rồi, không ổn rồi anh em ơi, phải làm né thôi. Chùa già, không ổn, không ổn. Né hết, né hết, né. Dùng cái này mình phải né. Ê, 30 giây nữa mình chết rồi. Ê, cứu tao, cứu tao, cứu tao. Cứu, 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 cứu. Cứu thằng hẹp bu bay này. Ê, hay quá. 19 giây nữa. Ê chua chắc vậy mà vẫn trúng kìa. Ê cha gần hết máu rồi em ơi. Ui 10 giây nữa. 10 giây nữa, 10 giây nữa. Ê. Ui bắt đầu vắt. 5 giây nữa, 5 giây nữa. Ui 3 giây nữa ơi. Ui khó dở. Hơi khó anh em ơi. Mất gần hết máu nên được có một sao à. Ok. Sắp cứu được ai rồi. Mình sẽ chơi trên phim không cứu được ai. Và trận này trong game mình sẽ cứu được ai luôn. Đây. Chuẩn bị sự chạm rồi. Ra hành quyết luôn em ơi. Tốc độ à, thấy Luffy tới nhanh quá. Hành quyết nè. Bắt đầu Luffy thể hiện Haki bá vương nè. Lao lên một cái là mấy lính xỉu hết nè. Đấy. Sắp ra Luffy gen 3 gen 4 rồi nha mọi người. Có bọc Haki luôn rồi đó. Sắp thêm rất đợt sau đợt sinh nhật này thấy rất là nhiều tướng mới luôn. Đây. Nên em lo mà tích vé đi. Đây. Bố già chưa bóp không khí mà. Bố già chưa bóp không khí mà. Luffy cũng chưa la Haki bá vương lên mà. Bắt đầu đang đánh với mấy Kuma này nữa. Đội quân Kuma nữa. Bây giờ làm gì? Bây giờ tôi đánh. Nhiệm vụ là gì đây? Nhiệm vụ là đánh thằng này phải không? Nhiệm vụ đánh thằng này thì nó xác định với tôi rồi. Nó xác định với tôi rồi. Đánh này phải không? Cho đừng thấy tôi bé, đừng thấy tôi bé mà khinh thường. Ui ơi, ôi ôi
Thì căn này bạn khó dọ, khó. Ui mình phải giờ phải giết hết tụi này luôn. Ui tuổi à. Ulti cho anh em xem luôn nè. Đây, ulti của Luffy Gen 2 nha. Hiện tại mình chỉ có mới có Luffy Gen 2 thôi. Wow, ghê vậy. Ghê vậy. Chưa. Ui, chưa chết luôn. Châu thế. Rồi, win. Rồi, bố già sắp bóp bóp không khí rồi đấy. Hay lắm. Ôi nhiệm vụ này dài ghê anh em. Rồi giờ đi đâu đây? Ồ, lại đi lên lại cái thuyền này. Gì ai 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 đánh? Ai đánh bố già tôi vậy? Thằng này phản bội hả? Nào đánh bố già. Thằng này dám phản bội. Dám phản bội nhưng mà bố già vẫn cứu nó. Đúng là bố già. Hay sao con lại làm vậy, con khờ quá đi. Rồi hết bài nhiệm vụ tiếp theo rồi đeo liu liu. Ok thì đợt cập nhật này tới đây là hết rồi mọi người. Đấy, vẫn còn nha mọi người, vẫn còn rất là dài, có chuyện này còn rất là dài, chưa gì hết mà chưa bố già chưa bóp không khí rồi Luffy chưa bọc Hoki mà. Đấy thì mình sẽ kết thúc cái tập này tại đây nha mọi người. Khi nào mà game cập nhật thêm tiếp cái cốt truyện phần tiếp theo, phần giải cứu ai chọn chiến Manifold này, thì mình sẽ làm tiếp theo, anh em nhớ đón xem nha. Rồi cảm ơn anh em đã xem video, nhớ like chia sẻ video mình nha. Bye bye.